Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm một bình hoa cắm tròn phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu đỏ và tím. Thì nguyên liệu hôm nay của mình gồm có một bình thủy tinh cao 30 cm và miệng 15, có dáng hơi loe về trên miệng bình. Về phần hoa thì mình sẽ có hoa cẩm tú cầu, hoa mồng sói phớt hồng, hoa hồng sen, lamocara tím, hoa hồng đỏ xa xa, một ít cúc kali tím và chuỗi ngọc đỏ. Về phần lá thì mình sẽ có một bó lá tùng mã non và một bó lá ngâu. Nào bây giờ chúng ta cùng vào phần hướng dẫn luôn. Về phần đầu tiên đó là phần vào form của bình thủy tinh. Thì trong các loại hộp vỏ bình thì bình thủy tinh là một dạng mà vào form phức tạp nhất và mình sẽ chú trọng cái phần vào form của cái bình này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng giấy bóng kiến để mình tạo họa tiết cho cái bình của mình. Bình của mình đang rất là đơn giản, mình sẽ tạo họa tiết bằng cách là đây là khổ giấy kiến 60 và mình cắt khoảng 1m2. Mình sẽ dũng nó lại, dũng như vậy, dũng dẹt lại và mình sẽ nhét vào trong cái bình này để tạo cái họa tiết khác lạ hơn so với cái bình. Tiếp theo, để cái bình này nó rất chi là nhẹ, để đảm bảo được cái bình nó vững chắc thì mình sẽ cho nước sạch vào trong này để cái bình nó nặng và nó vững hơn, thì mình sẽ đổ nước vào. Lúc mình cho nước vào thì những cái miếng giấy kiến dũng ở bên trong sẽ tạo cho mình một cái họa tiết nhìn rất chi là bắt mắt. Các bạn lưu ý là mình sẽ không đổ đầy bình mà mình sẽ chừa khoảng độ 7 cm để lúc mình nhét cục form của mình xuống thì nó vừa chạm với mấy nước thôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một miếng giấy bóng kiến khổ 40-40, mình đặt lên miệng bình. Và ở đây mình có chuẩn bị hai cục form, thì mình sẽ ghép hai cục form này lại theo hướng thẳng đứng như vậy, và mình sẽ đặt lên miệng bình. Mình căng sao đặt miệng bình vào ngay giữa cục form như vậy. Mình sẽ lấy dấu, ấn nhẹ lấy dấu và mình sẽ lấy ra. Tiếp theo mình sẽ cắt bớt đi một phần form dư, bởi vì mình sẽ không vào form quá cao. Mình sẽ cắt bớt đi khoảng độ gần 1/3. Bởi vì cái bình này có xu hướng là sẽ bóp nhỏ ở bên dưới, nên là mình sẽ gọt làm sao cái dấu của mình lúc này ở đây, nhưng mà mình sẽ gọt cái phần dưới này nhỏ hơn và bự ra ở phần phía trên. Mình gọt hơi xéo, mình đặt con dao của mình hơi xéo như vậy và mình sẽ gọt xéo. Mình sẽ theo dấu và mình gọt xéo như vậy. Mình gọt đều tất cả các bên. Các bạn nhớ là gọt xéo nha. Quay ngang như vậy sẽ thấy cục form của mình nó đi xéo như vậy. Và tạo một đường tròn ở bên dưới này. Như vậy mình đã gọt form xong. Tiếp theo, vì bình hoa hôm nay mình sẽ cắm tông đỏ, nếu như mình để cục form như vậy mà nhét vào bên trong thì lúc mà mình cắm hoa thì sẽ bị lòi cái phần form này màu xanh, nhìn không có được đẹp. Nên là vì tính thẩm mỹ, mình sẽ lót thêm một miếng giấy lụa đỏ để cục form màu xanh không có bị lòi ra. Mình sẽ để cái miếng lụa đỏ này ở phía dưới tờ giấy kiến. Tờ giấy kiến này sẽ giữ nước cho cục form. Mình sẽ đặt vào giữa và mình đặt cục form vào. Mình sẽ ấn xuống cái mực nước mà mình đã định sẵn ngay lúc nãy. Như vậy. Tiếp theo mình sẽ cắt đi những phần giấy kiến dư và mình sẽ chừa lại. Mỗi xung quanh bình là khoảng độ 3 cm.
giấy kiến và giấy lụa đỏ này. Mình sẽ cắt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phần băng keo để cố định lại giữa phần giấy kiến và cố định vào cái bình. Nhưng trước lúc đó thì mình phải sử dụng một cái khăn khô để mình lau thiệt là khô cái bình, bởi vì lúc mình nhấn form vào có thể sẽ làm bị ướt và băng keo sẽ không ăn được những miếng giấy kiến đã bị ướt. Mình sẽ lau thiệt là khô. Tiếp theo mình sẽ quấn cố định cái phần giấy kiến vào trong cái bình. Các bạn lưu ý là lúc mà mình quấn băng keo thì mình sẽ quấn một nửa miếng băng keo vào miếng giấy kiến và một nửa còn lại mình sẽ dán xuống bình. Và mình sẽ sử dụng tay để đè lại như vậy. Mình sẽ đè. Lớp đầu tiên mình sẽ không cần siết chặt, mà lớp đầu tiên mình sẽ cố định miếng giấy kiến lót bình của mình vào trong bình trước đã. Mình không cần siết chặt nha các bạn. Sang lớp thứ hai tất cả là cố định vào thì mình bắt đầu kéo băng keo và siết chặt. Các bạn nhớ kéo căng băng keo và siết chặt nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng hai cái que tre để đặt lên cục xốp để mình quấn băng keo không làm đứt cục xốp. Tiếp theo mình sẽ sử dụng băng keo để chằng ngang cục xốp này lại. Và mình một đầu mình sẽ dán vào cái phần bề ngang của cục form và dán xuống dưới bình. Phần còn lại mình sẽ bắt qua và mình kéo căng như vậy. Đồng thời tay của mình, ngón cái của mình và ngón trỏ bên này mình sẽ giữ lại phần dây băng keo và mình bắt đầu quấn ngang lại. Mình quấn hai vòng, sau đó mình lại tiếp tục quay lại động tác như cũ. Mình sẽ giữ bên đây và kéo dây băng keo qua bên đây. Mình sẽ giữ ngay đây lại, sử dụng ngón cái giữ lại mình quấn. Mình sẽ lặp đi lặp lại động tác đó 3 tới 4 lần để đảm bảo cái dây ngang băng keo chằng cục xốp lại của mình được chắc chắn hơn. Các bạn ít nhất các bạn phải sử dụng 3 lần băng keo như vậy, bởi vì lúc mà mình chỉ sử dụng một lần như vậy có thể mình cắm hoa vào cái gốc xẻo của hoa sẽ làm đứt băng keo, nên mình gia cố 3 tới 4 lần. Rồi mình quấn thêm vài vòng ở đây nữa là đã xong cái bình. Như vậy mình đã xong phần vào form cái bình rất chi là chắc chắn, không có lung lay được. Và cái cục form nó phải thẳng nha các bạn, không có bị cục về phía trước cũng không có nghiêng về phía sau. Bây giờ mình sẽ vào phần cắm hoa. Bình hoa hôm nay thì mình sẽ sử dụng hoa cẩm tú cầu để làm nền cho bình hoa tông đỏ của mình. Và quy tắc cắm tròn thì mình sẽ sử dụng quy tắc cắm 5 điểm. Đầu tiên mình sẽ định hình chiều cao của bình hoa cắm tròn của mình. Các bạn lưu ý lúc cắm cẩm tú cầu thì cẩm tú cầu là một cái thân gỗ cần hút nước rất chi là nhiều, nên là lúc mình cắm thì mình ngoài việc cắt xéo gốc và gọt thì chúng ta nên chẻ đôi hoặc chẻ ba gốc cẩm tú cầu ra để cẩm tú cầu hút nước nhiều hơn. Mình sẽ cắm chiều cao của bình khoảng độ 25 cm. Tiếp theo mình sẽ cắm điểm dưới cùng của bình hoa, là điểm thấp nhất của bình hoa. Kế đến mình sẽ cắm điểm bên cạnh, điểm hai bên của bình hoa của mình. Các bạn lưu ý là quỳ đạo của hai bông cẩm tú cầu này và bông cẩm tú cầu bên này sát ở bên dưới phải bằng nhau và chiều dài của cành hoa cũng bằng. Bởi vì mình đang cắm tròn nên là mình phải tuân thủ quy tắc như vậy. Tiếp theo mình sẽ cắm một
bông cẩm tú cầu ngay giữa để tạo cái độ phồng của cái bình hoa tròn này. Cơ bản nhìn ngang qua các bạn sẽ thấy là nó sẽ bo như vậy, và đây là điểm phồng nhất và đây là điểm thấp nhất. Tương tự như vậy, mình sẽ quay qua bên mặt sau của bình hoa và mình cũng cắm tương tự như vậy. Cơ bản hai bên này đã có hai bông rồi thì mình chỉ cần cắm một bông ở đây và một bông ở giữa nó thôi. Như vậy mình đã tạo cho bình hoa của mình một cái form tròn như vậy. Bây giờ mình sẽ thêm hai cành tú cầu nữa để nối hai cái mảng trước sau này lại với nhau. Như vậy là mình đã có một cái form của bình tròn rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng hoa mầm sói để xen thêm vào để tạo cái khung bình tròn. Các bạn lưu ý một điểm nữa là lúc mình cắm bình tròn thì mình sẽ cắm để tất cả cái gốc hoa của mình hướng thẳng vào tâm cục xốp, chứ không cắm xiên xẻo bên này bên kia, bởi vì làm như vậy sẽ hoa sẽ đụng gốc và sẽ phá form của mình. Mình sẽ rải đều mầm sói ra. Mình sẽ đi mầm sói cao hơn cầm túc cầu một chút để tạo cái độ có phần bung hơn cho bình hoa. Với kinh nghiệm cá nhân của mình thì lúc mình cắm bình tròn, mình sẽ liên tục xoay bình để mình căng được cái độ tròn của bình hoa, chứ không mình không để nguyên một chỗ để cắm. Cắm như vậy sẽ rất dễ bị méo đối với những người mà chưa quen. Như vậy mình đã đi xong phần mầm sói và mình sẽ sử dụng một ít lá ngâu để mình che bớt đi phần form của mình. Và phần lá ngâu này là phần lá che form nên mình cắm hơi thấp. Mình sẽ phủ đều cái phần lá ngâu này. Sau khi đã cắm xong phần hoa nền và lá che form, mình sẽ sử dụng thêm cúc calimero tím và lan mocara tím để mình làm phần nền cho bình hoa của mình. Bạn lưu ý lúc cắm hoa thì mình nên nhìn để xem có hoa nào nó không có đẹp thì mình sẽ tỉa bớt đi và chuốt gốc thiệt là sạch. Mình sẽ loại bỏ những phần hoa bên dưới để hoa tươi lâu hơn, và phần lá nữa. Như vậy nó rất chỉ là sạch sẽ. Mình sẽ rải đều phần cúc kali này luôn. Chia sẻ với các bạn là mình có một thói quen rất chi là hay là cắm về phần cắm hoa nào dù là gốc to gốc nhỏ gì, mặc dù mình đã cắm xéo gốc rồi nhưng mà mình vẫn có một thói quen nữa là mình sẽ sử dụng cái lưỡi kéo để mình chuốt cái phần gốc hoa của mình. Như vậy nó cũng tốt, bởi vì cái gốc hoa xéo thì mình sẽ dễ cắm hoa vào hơn và cũng để cho hoa sẽ hút được nhiều nước hơn, bởi vì cái diện tích hút nước của hoa nó nhiều. Tiếp theo mình sẽ cho lan mocara màu tím vào.
về phần hoa nền, những chỗ nào mà mình đã cắm cầm tú cầu vào rồi thì mình sẽ không cho lan mocha hoặc là cúc kali vào nữa, mà mình sẽ cắm sen kẽ để tạo một cái lớp nền cho bình hoa. Những cái lan nào dài mà mình cần cắm thấp, có thể mình sẽ cắt đôi ra và mình sử dụng khúc đọt này để cắm phần dưới thấp này, và phần này mình có thể sử dụng được trên cao dưới thấp cũng được. Bạn lưu ý là cây nào cao thì mình nên cắm ở vị trí cần cao. Mình cũng sẽ rải đều. Tiếp theo mình sẽ thêm một ít phần lá tùng mã non vào. Phần lá này mình sẽ cắm bung ra một chút xíu để tạo mảng xanh cho bình hoa, chứ mình sẽ không cắm như lá ngâu là sẽ để che form, mà mình sẽ cắm bung cao ra một chút xíu. Mình rất thích cắm tùng mã non này bởi vì nó có mùi rất là thơm, mùi tinh dầu. Mình rất thích. Những loại hoa mình sử dụng trên cái bình hoa này thì rất chi là thông dụng. Hầu như trên tất cả các tỉnh thành của mình thì hầu như ở đâu cũng có những loại hoa này, và các bạn cũng có thể dễ dàng để làm được, cắm được một cái bình hoa như vậy. Bởi vì những cái hoa rất chi là thông dụng luôn. Tiếp theo mình sẽ vào phần hoa chính của mình, đó chính là hồng đỏ xa xa. Mình sẽ cắm hồng đỏ nhích hơn cái phần hoa nền của mình một chút xíu, và mình sẽ rải đều ra. Khi mình đã có một cái form tròn như vậy rồi thì mình sẽ dễ dàng thêm cái phần hoa chính của mình vào. Mình cứ thêm từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên cũng được, tùy thích. Và mình sẽ theo cái form của mình đã dựng sẵn và mình thêm hoa chính vào thôi. Và lúc này hoa chính cũng sẽ nổi bật hơn những cái hoa phủ hoặc là hoa nền của mình. Bình thường mình cắm bình hoa tròn thì tốt nhất là mình nên sẽ cắm rải vừa phải một mặt hoa, sau đó mình sẽ xoay qua mặt còn lại. Các bạn không nên cắm thiệt là dày bởi vì có thể lượng hoa của mình sẽ không đủ để rải đều hết, nên là mình sẽ cắm vừa phải thôi, sau đó mình sẽ quay sang mặt khác mình cắm và mình căng lượng hoa của mình sao cho nó hợp lý.
Như vậy mình đã vừa hoàn thành xong cái phần cắm hoa chính của mình, đó chính là hoa hồng đỏ. Giờ mình sẽ xen thêm một ít hoa hồng sen mới vào để tạo cho cảm giác cái bình của mình nó sẽ tươi hơn. Mình sẽ điền vào những chỗ mình còn trống. Thì tông màu chủ đạo của mình hôm nay đó là chính là tông màu đỏ tím và hồng, đó là những cái màu liền kề rất chi là dễ phối màu, và cái tông màu này thì mình cũng sẽ rất chi là dễ tìm hoa để cắm, và mình có xen một chút xíu màu xanh vào nữa, cảm giác cái bình nó có màu tự nhiên hơn. Màu xanh của mình chủ đạo đến từ hoa cẩm tú cầu xanh bơ và lá tùng mã non. Tiếp theo mình sẽ thêm một ít chùi ngọc đỏ vào để tạo cái sự bung bay nhẹ cho cái bình. Mình sẽ cắm chùi ngọc cao hơn hẳn so với tất cả những hoa còn lại mình mới cắm, tạo cái sự bay bổng hơn. Mình thêm nhẹ một vài điểm thôi, không thêm quá nhiều. Khi chúng ta cắm một bình hoa xoay tròn thì lúc mà cắm xong hết tất cả các hoa thì mình nên xoay cái bình của mình xoay một vòng tròn để mình xem, nhìn xem có chỗ nào mình cắm hơi bị cao, hơi bị thấp thì mình sẽ chỉnh lại cho cái bình hoa nó hoàn hảo hơn. Như vậy thì mình đã vừa hoàn thành xong bình hoa cắm xoay tròn với gam màu đỏ tím và những kỹ thuật cắm rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.